Thế ông như vậy là nếu bây giờ chúng ta đưa hình ảnh của một trận đá banh đi, về phải chăng ông Putin đã trên chân hạ một một bàn thắng 1-0 với ông Trump, bởi vì ông như ông nói là ông Putin, cái lời tuyên bố của ông Donald Trump đối với NATO khiến cho dân chúng Nga thích, và cái đó cũng là cái điều mà ông Putin cũng muốn đó. Ngoài ra thì cho thấy rằng ảnh hưởng của nước Nga đã có thể bành trướng ở khu vực Liên Âu, mà nước Mỹ thì chắc đã can thiệp. Dạ, chưa kể là ông Trump có lần đã nói rằng người Nga mà chiếm cái bán đảo Crimea đó là có thể là chuyện đúng. Cũng như là có lần ông Trump đã nói rằng ông ấy nghi là không hề có quân Nga ở nước Ukraine này, trong khi cả thế giới biết là có lính Nga đang đang ở miền đông Ukraine này. Và không kể ở Đông Âu mà ở Trung Đông thì ông Trump cũng luôn luôn nói rằng phải cộng tác với Nga ở Trung Đông, nhất là ở Syria, là vì lý do là theo ông Trump cái mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ không phải là Nga mà là cái bọn gọi là khủng bố ISIS. IS, người Ả Rập người ta gọi là Daesh, thì cái bọn đó đó ông Trump coi là phải tiêu diệt nó. Và ông ấy dùng những cái chữ rất là nặng nề như là phải tiêu diệt bọn IS bằng cách ném bom trải thảm. Thì cái đó là cái mà ông Putin đang làm. Là khi mà ông Putin cho không quân đến giúp cái tổng thống Syria là ông Assad đó, thì không quân Nga đã bỏ bom một cách rất là vô tội vạ, chết rất nhiều thường dân. Cả thế giới lên án, bảo là không được giết thường dân như vậy. Bây giờ ông Trump vừa nói rằng Mỹ nếu cần đến là cũng tiêu diệt IS bằng cách ném bom trải thảm. Thì như vậy là coi như ông Putin thấy rằng mình có lý. Thế nhưng mà nếu mà ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nó là một cái người mà tuyên bố trước sau như một á, thì có lẽ là cũng làm cho ông Putin ông cảm thấy yên tâm. Nhưng mà đằng này chúng ta thấy rằng ông Donald Trump vừa mới tuyên bố là NATO là lỗi thời, rồi sau đó thì ông Donald Trump cũng bảo là sẽ có một cái sự hợp tác với NATO vân vân, không? Thì chắc là ông Putin cũng cảm thấy là bất ổn với những lời tuyên bố của ông Trump lúc thế này lúc thế kia. Dạ thưa, cái điều lo lắng nhất của ông Putin không phải là chỉ là những lời tuyên bố của ông Trump, mà là phản ứng của dư luận tất cả nước Mỹ. Thứ nhất đó, là ngay những cái người cộng tác với ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, thì họ đã nói ngược lại những cái điều mà ông Trump đã phát biểu. Khi ông Tillerson ra trước Quốc hội Mỹ để được phê chuẩn làm ngoại trưởng, hỏi ông ấy về Crimea thì ông ấy nói một cách rõ ràng là Nga chiếm đóng Crimea là một hành động bất hợp pháp. Và ông ấy cũng nói rằng Nga đem quân sang miền đông của Ukraine là một hành động bất hợp pháp. Thì ngay cái chuyện đó đã cho thấy rằng ông Trump vừa nói gì thì nói, cái chính sách của cái nước Mỹ nó vẫn không thay đổi. Và ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi một vòng Âu Châu để trấn an các nước rằng chúng tôi vẫn bảo vệ NATO. Ông Phó Tổng thống Pence cũng vậy nữa. Thành ra là tất cả những cái đó cho ông Putin thấy rằng ông ấy bị phản ứng ngược. Tức là ông Trump vừa nói thân thiện với Nga và dư luận bên Nga hoan hô ông Trump. Ở các nhà lãnh đạo Nga là hoan hô là ý kiến ông Trump mới mẻ, hay lắm. Thì cái phản ứng của cái giới gọi là lãnh đạo ở nước Mỹ này, đó, đặc biệt là giới tướng lãnh, rồi thì là những cái người gọi là nổi tiếng nhất ở trong Đảng Cộng Hòa, họ cũng thấy rằng không thể để cho ông Putin gọi là tưởng bở được. Cho nên là họ chứng tỏ rằng chính sách của nước Mỹ đối với NATO chẳng hạn không hề thay đổi. Thưa ông nghị sĩ Marco Rubio của Cộng hòa đã của bên Florida và cũng là ứng cử viên tổng thống, cũng còn gọi là yêu cầu ông Red Tillerson phải nói rằng Putin là một kẻ sát nhân, cơ mà a killer. Còn bà đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley thì bà bảo là nước Nga là một nước không thân thiện với nước Mỹ. Như vậy thì khi ông Putin ông nhất định không thích ông bà Clinton rồi, nhưng mà khi bây giờ ông Trump lên ấy, thì ông Putin mong gì ở ông Trump nếu mà có cộng tác?
Dạ, những cái ước muốn của ông Putin đã được cái đài truyền hình nhà nước ở bên Nga, là cái đài gọi là băng tần số 1, họ nêu ra. Họ muốn là NATO, Minh ước Bắc Đại Tây Dương, không có bành trướng nữa. Thứ hai, họ muốn rằng nước Mỹ và các nước Tây Phương công nhận cái quyền của nước Nga là chiếm đóng Crimea. Cái đó thuộc về lãnh thổ Nga, không có ai bàn nữa. Và chúng ta biết tất cả những cái vụ cấm vận đối với lại Nga hiện nay ấy, là thứ nhất, nước Nga phải làm sao để cái hiệp ước đình chiến ở Ukraine được giữ vững. Trong khi đó thì những cái người Nga ở bên miền đông Ukraine vẫn nổi lên chống chính phủ. Và một cái điều họ muốn đó là cái chính phủ Mỹ sẽ ngưng hoặc là giảm bớt cái cấm vận kinh tế đối với Nga. Và do đó các nước Tây Âu cũng giảm bớt cấm vận kinh tế với Nga. Cái điều quan trọng nhất mà cái bản tin của cái đài băng tần 1 họ nêu ra đó là làm sao để Nga và Mỹ cộng tác với nhau để coi giữ cái trật tự trên thế giới. Có nghĩa là nước Nga đứng ngang hàng với nước Mỹ. Bởi vì sau cái khi mà chế độ Liên Xô sụp đổ đó, thì ai cũng thấy là cái vị thế của nước Nga xuống rất là thấp. Thành ra bây giờ họ không mong gì hơn là ông Tổng thống Mỹ và ông Tổng thống Nga đứng ngang hàng với nhau và hai bên bàn nhau bây giờ chúng ta chia vùng ảnh hưởng trên thế giới và sẽ giữ cái trật tự đó mãi mãi. Thưa ông, đứng ngang hàng với nhau về phương diện chính trị thì mình sẽ bàn sau, nhưng mà về phương diện gọi là thực tức thì chắc chắn là ông Putin thấp hơn ông Donald Trump. Thì quý khán giả, liệu Nga và Mỹ có hợp tác được với nhau hay không? Đó là chủ đề của chương trình kế tiếp mà chúng tôi sẽ hỏi ông Nguyễn Nhân Dũng sau ít phút thông tin thương mại.